yêu cầu quan trọng đối với nhà ở phục vụ tái định cư. Điều 53 Luật Nhà ở 2023 quy định, nhà ở phục vụ tái định cư phải bảo đảm yêu cầu về thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án để bố trí tái định cư phải bảo đảm yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại Điều 33 của luật này. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở không được thay đổi thiết kế, diện tích nhà ở và công trình phụ trợ nếu có, phục vụ tái định cư sau khi phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt. Việc bàn giao nhà ở cho người được tái định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 37 của luật này. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng của nhà ở phục vụ tái định cư bao gồm: chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được dùng bố trí tái định cư, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý chất lượng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn.